Sinh năm 1990 nhưng đến năm 2015, Lại Nghệ mới chính thức bước chân vào làng giải trí với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Truy sát chiến binh thiết giáp. Dù xuất phát điểm có phần trẻ hơn so với nhiều ngôi sao Hoa ngữ khác, thế nhưng Lại Nghệ không hề nôn nóng mà vẫn đang từng bước chinh phục khán giả. Trong khi nhiều nam diễn viên thuộc thế hệ 9X khác phát triển sự nghiệp bằng cách dùng nhan sắc để lấn át diễn xuất, thì Lại Nghệ quyết định lựa chọn con đường hoàn toàn trái ngược. Một số vai diễn từng giúp Lại Nghệ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả có thể kể đến như Nhị Hoàng tử Điệp Phong trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Mông Thiên trong Cẩm y dạ hành, Ám dạ la trong Điệt hỏa như ca, Công việc trong Phù gia hoàng hậu. Thực chất nếu xét về mặt nhan sắc thì Lại Nghệ không hề thua kém bất cứ ai, từ đôi lông mày rậm đến ánh mắt sắc lạnh cùng với thần thái phi thường, ở Lại Nghệ luôn toát lên một vẻ nam tính và quyến rũ mà không ai có thể rời mắt. Và cũng chính nhờ vẻ khí soái đó mà anh được nhận xét là rất phù hợp với những tạo hình phim cổ trang. Nào, hãy cùng VGT tìm hiểu về hành trình sự nghiệp để hiểu hơn về chàng diễn viên chí ít tài năng này nhé. Sau khi tốt nghiệp khoa biểu diễn thuộc Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Lại Nghệ cùng hai người bạn của mình là Trương Vân Long và Lưu Nhế Lân đã cùng nhau xin gia nhập Gia Hành Thiên Hạ, công ty giải trí dưới trướng Dương Mịch. Tại đây, anh bắt đầu được công ty lăng xê với những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Sự nghiệp diễn xuất của Lại Nghệ bắt đầu từ năm 2015. Anh chính thức có vai diễn đầu tiên trong series phim Siêu nhân khải giáp dũng sĩ bộ tướng. Đây cũng là bộ phim đánh dấu vai diễn đầu tiên của Lại Nghệ trên màn ảnh rộng. Thời điểm mới ra mắt, Lại Nghệ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất và khả năng nắm bắt nhân vật là điều mà anh cần phải học hỏi thêm. Nhưng với ánh mắt kiên nghị, cùng dáng người đầy dũng mãnh, Lại Nghệ được xem là khá phù hợp với tạo hình một siêu anh hùng. Tôi là nhân chứng là bộ phim điện ảnh xoay quanh cô nàng nữ cảnh sát xinh đẹp sắp ra trường, tên là Lộ Tiểu Tinh, Dương Mịch. Trong phim Tôi là nhân chứng, Lại Nghệ vào vai anh cảnh sát bốn mắt vừa mới ra trường với tính cách vô cùng chân thực. Dù chỉ đảm nhận một vai phụ khá mờ nhạt, nhưng với sự hài hước, dễ thương của nhân vật này đã giúp anh tạo được dấu ấn với công chúng. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa được xem là siêu phẩm truyền hình của năm 2017 khi quy tụ dàn diễn viên đình đám như Dương Mịch, Triệu Hữu Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Phỉ Quang. Bộ phim không chỉ đạt trên 30 tỷ lượt xem ngay sau khi mới kết thúc mà còn nhận được rất nhiều sự chú ý, bàn luận của khán giả trên các diễn đàn. Trong phim, Lại Nghệ đảm nhận vai Tây Hải Nhị Hoàng tử Điệp Phong, đại sư huynh suy nghĩ chu toàn, chững chạc của Côn Luân Hư. Mặc dù chỉ đảm nhận một vai phụ nhỏ nhoi, nhưng thông qua bộ phim này, tên tuổi của Lại Nghệ trong lòng khán giả thực sự đã được nâng lên một tầm cao mới. Chào Em Như Hoa là bộ phim tiếp theo trong sự nghiệp của Lại Nghệ trong năm 2017. Tuy nhiên lần này, anh đã không còn đóng vai phụ mà chính thức nhận được vai chính đầu tiên, đóng cặp cùng nữ diễn viên Trúc Từ Đan. Vốn đều là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ, Lại Nghệ và Trúc Từ Đan trước đó đã từng góp mặt cùng nhau trong khá nhiều bộ phim. Nhưng phải nói, Chào Em Như Hoa, cả hai mới chính thức trở thành một cặp, lại còn rất nhiều màn tương tác đáng yêu, ngọt ngào khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Người đàm phán là bộ phim ngôn tình tổng tài do Dương Mịch và Hoàng Tử Thao đóng chính. Trong phim, Lại Nghệ vào vai Tạ Hiểu Thiên, em trai và cũng là người đối đầu với Tạ Hiểu Phi để chiếm đoạt Tạ Thị. Nếu trong Người đàm phán, Lại Nghệ là một chàng trai vì không thể chịu đựng nổi nên mới bùng nổ, thì trong Liệt Hỏa Như Ca, khán giả sẽ không khỏi bất ngờ trước sự hắc hóa của anh chàng khi vào vai Ám Dạ La, cung chủ của Ám Hà Cung. Và anh chàng được xem là trùm của bộ phim này vì liên tục gây ra những ân oán đau khổ trong thiên hạ. Liệt Hỏa Như Ca là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Minh Hiểu Khuê. Nội dung phim kể về Liệt Như Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba, vị tiểu thư sẽ thừa kế Liệt Hỏa Sơn Trang. Ban đầu, Liệt Như Ca vốn đem lòng yêu sư huynh Chiến Phong là Trương Bân Bân, nhưng vì hiểu lầm Như Ca mà Chiến Phong đã tự tay bóp chết tình cảm của mình, trở thành hồn ma vất vưởng khắp thế gian. Phù Giao là bộ phim ngôn tình chuyển thể từng gây sốt màn ảnh Hoa ngữ trong suốt mùa hè năm 2018. Đến nay, vẫn được xem là bộ phim ngôn tình nữ cường để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng khán giả. Trong phim, Lại Nghệ đảm nhận vai Thánh Y Dân Gian Tông Việt, bạn thân của Thái tử Trưởng Tôn Vô Cực, Nguyễn Kinh Thiên. Mặc dù chỉ là vai nam thứ, nhưng Tông Việt lại chính là cái tên hút fan không kém từ cặp đôi chính. Toàn Chức Cao Thủ là bộ phim có nội dung xoay quanh Diệp Tu, Dương Dương, người được mệnh danh là bách khoa toàn thư của tựa game Vinh Quang.
bên cạnh ngôi sao Lưu Dương Dương đảm nhận vai nam chính, Toàn Chức Cao Thủ còn thu hút sự khán giả bởi dàn nam phụ cực phẩm với Đặng Tấn, lựa chọn vô cùng cực kỹ lưỡng. Trong đó Lại Nghệ vào vai Bao Dinh Hưng là một nhân vật không thể bỏ qua. Nếu như đã quá quen thuộc với hình ảnh của một Lại Nghệ nghiêm túc, chính chuyên trong nhiều phim cổ trang trước đó, chắc chắn bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước sự tương tự của anh chàng trong Toàn Chức Cao Thủ cho xem. Những bộ phim mới đầy hứa hẹn của Lại Nghệ, Của Lưu Bá Chủ vốn đã khai máy từ ngày 26 tháng 3 năm 2019, nhưng đến nay bộ phim vẫn đang trong quá trình đắp chiếu chờ ngày lên sóng. Đây là bộ phim thứ hai do Lại Nghệ đảm nhận vai nam chính. Anh đóng cặp cùng Bạch Lộc, mỹ nhân dưới trướng của biên kịch vàng Vưu Chính. Trong phim, Lại Nghệ vào vai Lý Thanh Lưu, một thương gia giàu có bậc nhất kinh thành, vừa thông minh, mưu trí lại lạnh lùng, kiêu ngạo. Còn Bạch Lộc vào vai dân nũ long ngạo nhất, bang chủ bang phái Long Trúc Bang lớn nhất kinh thành, có tính cách hoạt bát và thích làm việc hào hiệp trượng nghĩa. Bên cạnh Cửu Lưu Bá Chủ, Lại Nghệ sẽ đảm nhận vai phụ trong phim Hảo Hảo Huyết Thoại. Đây là bộ phim tình cảm hài đô thị nhẹ nhàng do bộ đôi diễn viên Vương Hiểu Thần và Trần Hiểu đóng chính. Nội dung phim kể câu chuyện những người bình thường đang từng bước mở lòng, sử dụng giao tiếp để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, chính nhờ sự chân thành mà họ có thể thấu hiểu, hàn gắn mọi người với những mặt tầm thường của thực tế và những tranh chấp hiểu lầm. Phim sẽ dự kiến khởi chiếu vào đầu năm 2021. Lại Nghệ có bạn gái chưa? Hiện tại thì Lại Nghệ đã bước sang tuổi 30, độ tuổi không còn quá trẻ thích hợp để việc hẹn hò. Chính vì vậy nên nhiều người hâm mộ cũng khá tò mò và không biết rằng nàng diễn viên điển trai này đã có bạn gái hay chưa. Với câu hỏi này, những ai yêu mến Lại Nghệ có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm, vì cho đến hiện tại, nam diễn viên vẫn khá kín tiếng và chưa vướng phải tin đồn hẹn hò. Sức hút của Lại Nghệ qua những bức ảnh selfie. Mặc dù không thuộc hàng nam thần sở hữu vẻ đẹp đúng tim các thiếu nữ như các nam diễn viên hiện nay, thế nhưng Lại Nghệ vẫn luôn ẩn chứa một sức hút vô cùng đặc biệt. Từ gương mặt góc cạnh đến chân mày rậm và tiếp theo là đôi mắt rất sắc, tất cả đều tạo nên vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ cho nam diễn viên. Đặc biệt ở những bức ảnh selfie, bạn sẽ càng dễ dàng chìm đắm trong sức hút khó cưỡng của nam diễn viên này. Sau 5 năm hoạt động với nhiều vai diễn đa dạng trong những bộ phim lớn nhỏ khác nhau, Lại Nghệ giờ đây đang là một cái tên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Đặc biệt khi anh còn đang dưới trướng dẫn dắt của Gia Hành Thiên Hà thì chắc chắn tên tuổi của Lại Nghệ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.